cùng với sự phát triển của kinh tế và đô thị hóa, nhiều hệ lụy về môi trường làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Quan tâm đến vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường, không chỉ có các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành, mà còn có sự góp sức hiệu quả của các lực lượng trong quân đội. Học viện Hậu cần là cơ sở đào tạo cán bộ ngành hậu cần tài chính cho quân đội và là trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu về hậu cần quân sự. Những năm gần đây, ngoài các đề tài nghiên cứu về bảo đảm hậu cần, cán bộ học viên của học viện rất quan tâm có nhiều đề tài khoa học nghiên cứu về bảo vệ môi trường trong hoạt động hậu cần. Viện Nghiên cứu Khoa học Hậu cần Quân sự là một trong những đơn vị của Học viện Hậu cần có nhiều đề tài nghiên cứu hiệu quả về bảo vệ môi trường trong hoạt động hậu cần những năm gần đây. Có thể kể đến đề tài nghiên cứu ứng dụng men ủ thức ăn thừa trong các bếp ăn quân đội phục vụ chăn nuôi gia súc. Thức ăn cho gia súc gia cầm đang là vấn đề nan giải cho ngành chăn nuôi nước ta. Hiện tượng thiếu dinh dưỡng ảnh hưởng rất lớn tới sự sinh trưởng và phát triển bình thường của gia súc gia cầm, làm cho gia súc gia cầm kém phát triển, còi cọc, sức sản xuất giảm sút. Việc bổ sung đạm, vitamin và các muối khoáng vào thức ăn chăn nuôi sẽ làm tăng giá trị dinh dưỡng của thức ăn, vì vậy hiệu quả của công tác chăn nuôi cũng được nâng lên. Hiện nay, công tác chăn nuôi trong quân đội đang là vấn đề được các cấp, các ngành quan tâm. Thức ăn công nghiệp hay những loại thức ăn giàu đạm khác như khô dầu lạc, xác mắm, thức ăn hạt bột đậu, giá thành cao, cho nên tìm các loại thức ăn rẻ tiền, dễ chế biến và bảo quản, đảm bảo dinh dưỡng cho gia súc gia cầm là cần thiết. Giải pháp đưa ra ở đây là tôi ứng dụng các công nghệ sinh học, mà cụ thể là sử dụng các loại vi sinh vật có ích. Nói đúng ra là gọi thuộc cái dạng probiotic, là các loại vi sinh vật này được ứng dụng để sản xuất ra một cái chế phẩm. Và ta sử dụng chế phẩm này để lên men trực tiếp thức ăn thừa. Tức là thức ăn thừa được thu gom và không cần phải nấu lại, giống như cách nuôi lợn truyền thống trước đây, mà thức ăn thừa thu gom sau đó là sử dụng cái men ủ này để lên men trong vòng khoảng từ 2 cho đến 3 ngày là có thể cho lợn ăn. Sản xuất men ủ thức ăn cho gia súc gia cầm và sử dụng để lên men thức ăn là phương pháp nuôi vi sinh vật và sử dụng vi sinh vật này để làm tăng giá trị dinh dưỡng của thức ăn. Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học này dựa trên quy trình lên men kỵ khí, trong đó nguyên liệu chính gồm chế phẩm siêu đậm đặc ban đầu, nước sạch đã qua xử lý, rỉ đường, một số loại quả chín, chuối, cà chua, dứa chín. Sau thời gian ngâm ủ khoảng 1 tháng sẽ tạo ra chế phẩm cấp 1. Từ sản phẩm cấp 1, liên tục ngâm ủ cùng một số nguyên liệu có tinh dầu như sả, tỏi, ớt, lá bạch đàn, hương nhu, cồn, giấm công nghiệp, tạo ra sản phẩm cấp 2. Sau đó sản phẩm này được đem đi ủ men thức ăn cho lợn, gà, cá. Ngoài ra, chế phẩm còn được bổ sung vào nước uống hàng ngày cho gia súc gia cầm. Căn cứ vào trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất hiện có của Viện Nghiên cứu Khoa học Hậu cần Quân sự, nhóm tác giả đã đề xuất quy trình sản xuất men ủ thức ăn cho gia súc gia cầm và lên men cơm thừa như sau. Giống vi sinh vật, hoạt hóa, nhân giống vi sinh vật, lên men trong môi trường cám gạo, kiểm tra chất lượng sản phẩm, thu sản phẩm, đóng gói và bảo quản, lên men cơm thừa. Thực tế sử dụng men ủ thức ăn cho gia súc gia cầm để thử nghiệm lên men thức ăn thừa tại nhà ăn số 1 Học viện Hậu cần. Kết quả cho thấy, sau khi lên men 3 ngày, nhiệt độ các ngày dao động trong khoảng 24 đến 35 độ C, sản phẩm không bị thiêu thối, không bị mốc. Khi so sánh về mặt cảm quan giữa lên men thức ăn thừa với lên men cơm thừa, mặc dù mùi của thức ăn thừa khi lên men không thơm đặc trưng như lên men cơm thừa, nhưng sản phẩm này có thể dùng trực tiếp cho chăn nuôi. Ngoài ra, khi sử dụng thức ăn thừa đã lên men để chăn nuôi, chắc chắn sẽ có nhiều ưu điểm hơn so với thức ăn thừa đem nấu lại trước khi cho gia súc gia cầm ăn. Qua đánh giá cụ thể ở trên cái sư đoàn 312 thì sau khi nuôi lợn bằng cái men ủ thức ăn thừa này so với cách chăn nuôi truyền thống thì cái khối lượng của lợn tăng là từ khoảng 3 cho đến 4 kg trên một tháng so với cách nuôi truyền thống. Chất lượng thịt thì thịt có màu đỏ tươi, khi luộc thì nước luộc thịt trong và ăn nó có vị ngọt đậm hơn so với cách nuôi thông thường truyền thống. Trong điều kiện hoạt động thường xuyên tại các đơn vị quân đội, công tác tăng gia sản xuất nói chung và công tác chăn nuôi nói riêng đang rất được quan tâm.
việc sử dụng men ủ thức ăn cho gia súc gia cầm sẽ tiết kiệm được một phần kinh phí trong chăn nuôi, gia tăng giá trị thương phẩm của thịt, nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội, đồng thời góp phần tạo môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp. Đề tài nó cũng đã giải quyết được một phần về cái góc độ môi trường. Nếu ta chăn nuôi theo cách truyền thống thì khi lợn ăn thức ăn vào, quá trình tiêu hóa của nó sẽ không triệt để các loại thức ăn. Chính vì thế khi nó thải ra môi trường thì còn một lượng chất dinh dưỡng nhất định. Và khi ra môi trường thì sẽ bị vi sinh vật nó phân giải và nó tạo thành cái mùi hôi thối. Còn khi sử dụng cái men ủ thức ăn thừa của tôi thì nhờ quá trình vi sinh vật lên men, nó làm cho cái quá trình tiêu hóa ở lợn nó xảy ra là triệt để hơn. Chính vì thế mà cái lượng thức ăn, cái lượng phân thải ra của lợn cũng là ít hơn và cái mùi hôi của nó cũng sẽ là được hạn chế và nó cũng có tác dụng tốt đối với môi trường. Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đã và đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội, đặc biệt ở các khu đô thị, khu tập trung đông người sinh sống. Tại Học viện Hậu cần, mỗi năm, lượng rác thải phát sinh khoảng 700 mét khối, trong đó rác hữu cơ chiếm 45-50%. Lượng rác thải trên không những gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống bộ đội và mỹ quan doanh trại, mà còn tốn kém chi phí thuê vận chuyển. Để giải quyết tận gốc vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại Học viện Hậu cần, cách tốt nhất là xử lý tại chỗ. Xử lý rác thải sinh hoạt tại chỗ vừa giảm áp lực cho các bãi rác và nhà máy xử lý rác tập trung của thành phố, giảm chi phí thuê vận chuyển rác đến nơi xử lý tập trung, vừa có mùn rác để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, phục vụ tăng gia sản xuất của đơn vị. Từ thực tế trên, nhóm tác giả đã đề xuất phương án xử lý rác thải hữu cơ tại đơn vị bằng công nghệ vi sinh vật. Chúng tôi là sử dụng nguyên lý của vi sinh, sử dụng các cái loại vi sinh vật có ích để phân hủy rác thải, sử dụng nó để tăng cường cái tốc độ phân hủy của rác thải hữu cơ. Để trên cái nguyên lý đó thì vi sinh vật sẽ tăng cường cái khả năng tốc độ để phân hủy, cũng như là tạo ra những cái sản phẩm mà sau quá trình ủ rác thải nó sẽ có ích cho để sản xuất phân bón hữu cơ hoặc để bón trực tiếp vào đất để tăng cường cái khả năng tăng cường cái độ xốp của đất, tạo cho cây trồng làm cái môi trường sống tốt cho các loại cây trồng để sinh trưởng phát triển. 50 thùng đựng rác màu xanh lá cây và màu da cam được đặt tại những khu vực thường phát sinh nhiều rác trong học viện. Đó là cách để nhóm tác giả của đề tài dùng để thu gom rác trong toàn học viện. Cũng không phải ngẫu nhiên mà những thùng rác này được sử dụng làm hai màu. Họ dùng như vậy để phân loại rác từ nguồn. Rác thải sinh hoạt được chia thành 3 nhóm chính. Rác vô cơ gồm các loại phế thải thủy tinh, sành sứ, kim loại, giấy, cao su, nhựa, vải, đồ điện, đồ chơi, cát sỏi, vật liệu xây dựng. Rác thải độc hại gồm pin, bình ắc quy, bao bì đựng hóa chất, thuốc trừ sâu. Các loại rác này được thu gom lại để trong những thùng màu da cam. Còn rác thải hữu cơ gồm các loại cây cỏ, lá cây, gốc rau, vỏ quả, sản phẩm thải bỏ của nhà bếp đựng trong thùng màu xanh lá cây được sản xuất thành phân bón hữu cơ vi sinh. Tại đây, rác thải hữu cơ sau khi đã được thu gom về được xếp thành từng lớp trong bể ủ, mỗi lớp dày 20-30cm, sau đó phủ bạt kín. Pha loãng chế phẩm vi sinh vật 1kg hoặc 1 lít chế phẩm pha với 20-25 lít nước, tưới chế phẩm lên từng lớp rác, sau đó xếp tiếp lớp khác lên trên đến khi bể ủ có độ cao 1-1,2m, 5-6 lớp thì phủ kín bể ủ bằng bạt dứa để thực hiện phương pháp ủ nóng. Quá trình ủ rác, các nhân viên sẽ thường xuyên theo dõi nhiệt độ và độ ẩm, tránh để rác quá nóng hoặc ướt, làm hạn chế hoạt động của vi sinh vật. Khi rác thải ủ được 4 tuần, sẽ tiến hành đảo trộn và bổ sung thêm chế phẩm vi sinh vật như lần đầu. Rồi tiếp tục ủ cho đến 45 hoặc 50 ngày thì chuyển ra sân, xếp thành luống ủ tiếp từ 5-7 ngày cho đến khi rác thải trở thành mùn rác khô. Chất mùn này đã có thể bón cho cây trồng, tuy nhiên hiệu quả không cao. Giai đoạn 2 của đề tài, nhóm tác giả đã tiếp tục nghiên cứu, thiết kế, sản xuất dây chuyền thiết bị sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ mùn rác. Xưởng sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh được xây dựng liền với khu xử lý rác thải để thuận tiện cho quá trình sản xuất. Nhóm tác giả đã nghiên cứu lựa chọn dây chuyền sản xuất phân bón vi sinh gồm máy nghiền rác, băng tải, máy sàng, máy trộn và máy khâu bao. Bài toán khó khăn nhất mà nhóm tác giả giải quyết được
là đã tự nghiên cứu xác định được công suất phù hợp cho từng thiết bị, loại máy trong dây chuyền sản xuất mà trên thị trường không có bán. Trên cơ sở phân tích ưu nhược điểm của hai nhóm phân hữu cơ vi sinh và thực tế đối tượng cây trồng phổ biến trong các đơn vị quân đội, nhóm tác giả đã nghiên cứu và sản xuất thành công 4 loại phân bón hữu cơ vi sinh sử dụng cho 4 nhóm cây trồng. Công thức HV1 sử dụng bón cho cây trồng lấy lá, công thức HV2 sử dụng bón cho cây trồng lấy củ, công thức HV3 sử dụng bón cho cây trồng lấy quả, công thức HV4 sử dụng bón cho cây cảnh. Để xác định công thức sản xuất 4 loại phân bón hữu cơ vi sinh nêu trên, nhóm tác giả đã xác định tiêu chuẩn thành phần dinh dưỡng có trong 4 loại phân bón hữu cơ vi sinh và thành phần dinh dưỡng có trong nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh. Cái khâu trộn này nó là cái khâu quyết định cho cái chất lượng của cái phân vi sinh hữu cơ này. Bởi vì qua quá trình ủ đến nghiền ra đến thành phẩm như này thì cái quan trọng ở cái khâu trộn là phải các cái tỷ lệ của các cái chất phụ gia phù hợp với từng loại rau củ quả và cây cảnh, làm sao để coi như đạt được cái tiêu độ chuẩn của coi như là cái chất lượng của phân. Với quy trình xử lý rác thải sinh hoạt và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh không quá phức tạp, dây chuyền thiết bị dễ vận hành, kinh phí đầu tư xây dựng không lớn, mô hình này có thể nhân rộng và áp dụng vào thực tiễn xử lý rác thải sinh hoạt ở các đơn vị quân đội đóng quân tập trung cấp trung sư đoàn và tương đương như học viện, nhà trường, xí nghiệp. Ngoài ra, có thể áp dụng để xử lý rác thải sinh hoạt ở các thị trấn, thị tứ, ở vùng nông thôn tập trung đông dân cư. Những quy trình công nghệ của Viện Khoa học Kỹ thuật Hậu cần Quân sự như sản xuất rau quả, giấm dầm, muối chua, nuôi trồng, chế biến nấm, chế biến đồ hộp, xử lý rác thải sinh hoạt, sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh là không phải mới. Tuy nhiên, điểm mới ở đây là các tác giả đã nghiên cứu thành công mô hình nhỏ phù hợp với quy mô và điều kiện cụ thể của các đơn vị quân đội. Vấn đề cao nhất đặt ra đối với các cái đề tài, các sáng kiến của viện là phải đảm bảo được hai cái yếu tố quan trọng. Một là phải đảm bảo trong quá trình hiệu quả. Trong hiệu quả có thể về công sức, về thời gian, về kinh phí để khi áp dụng vào thì mang lại những cái lợi quả hơn, lợi ích nhất định cho các đơn vị ứng dụng. Và thứ hai cũng không kém phần quan trọng là nó phải đạt được cái tiện ích để khi ứng dụng vào nó tạo một cái thuận lợi thì nó sẽ tạo cho cái tâm lý và cũng như là cái cách thức triển khai nó sẽ thuận lợi cho đơn vị thì nó mang lại hiệu quả rất cao. Các công trình đề tài nghiên cứu khoa học sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường không chỉ nở rộ trong Viện Nghiên cứu Khoa học Hậu cần Quân sự mà tại Học viện Hậu cần, phong trào còn lan rộng đến nhiều cơ quan làm nhiệm vụ bảo đảm phục vụ. Đây là những hình ảnh ghi lại cách đây 2 năm khi lò hơi bếp số 1 tại Học viện Hậu cần khi chưa được lắp đặt sáng kiến cải tiến hệ thống xử lý khói bụi lò hơi cơ khí tại Học viện Hậu cần. Bằng cảm quan, có thể nhận thấy mức độ đen đặc của nguồn khí thải này, lượng tro bụi từ lò hơi thải ra môi trường là rất lớn theo dòng đối lưu thải trực tiếp ra môi trường xung quanh. Đặc biệt, trong thời gian mồi bếp hoặc sử dụng các nhiên liệu kém chất lượng như củi tạp thì mức độ ô nhiễm của nguồn khí càng nghiêm trọng hơn. Việc nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống xử lý khói bụi lò hơi cơ khí tại Học viện Hậu cần là vấn đề cấp thiết có ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn cao, nhằm xử lý triệt để lượng tro bụi và giảm mức độ ô nhiễm của khí thải, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống của các hộ dân và đơn vị xung quanh. Thực ra là khi mà được nhận cái nhiệm vụ như vậy thì chúng tôi cũng đã đi tìm hiểu rất nhiều đơn vị và cũng đã có một vài cái mô hình người ta đã làm. Nhưng thực sự cái hiệu quả thì nó chưa thực sự rõ nét. Chính vì vậy mà cái vấn đề mà tìm tòi và nghiên cứu thì cũng mất rất nhiều thời gian. Và chúng tôi được giao cuối năm 2017 và cũng phải mất gần một năm thì mới hoàn thành được cái công trình này. Và khi làm cái công trình này thì ở ngoài thị trường nó không có sẵn những cái vật liệu, nên là cứ vừa nghĩ vừa nhờ thợ người ta làm. Thế và quá trình làm thì nó cũng phải hỏng đến một hai lần đấy, cũng phải tự nhiên ngay mà đã làm được ngay. Hệ thống xử lý khói bụi lò hơi cơ khí đốt củi dựa trên nguyên lý tách bụi bằng phương pháp tiếp xúc với giàn mưa kết hợp với vật liệu lọc dạng tổ ong có độ nhám bề mặt lớn, chia tách dòng khí thành nhiều các dòng nhỏ hẹp. Trên cơ sở nghiên cứu tìm hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống lò hơi và kết quả quan sát, phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn khí thải do lò hơi phát ra, nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát, đánh giá nguyên nhân sinh ra ô nhiễm để từ đó nghiên cứu giải pháp kỹ thuật
cũng như tính toán thiết kế hệ thống xử lý một cách chính xác, hiệu quả. Nguyên lý hoạt động của bộ xử lý khói bụi lò hơi của Học viện Cần. Thứ nhất, đây là bộ phận lò hơi. Đây là ống dẫn hút từ lò hơi ra. Thứ ba là bộ xử lý lò, xử lý khói bụi gồm có thân. Thứ ba là hệ thống vòi phun 1, vòi phun 2, vòi phun 3. Thứ tư là đường ống dẫn nước. Ống dẫn nước. Thứ năm là bộ xử lý lò hơi, cái bộ xử lý cái khói bụi bầu lọc. Thì trong bầu lọc có bộ phận xử lý gồm có các than xỉ. Khi lò hơi hoạt động với lực đẩy mạnh gặp dàn mưa trên cộng cả 3 cái vòi phun 1, vòi phun 2, vòi phun 3 làm cho các hạt bụi to nắng đọng xuống bể nắng 1, bể nắng 3. Với lực hút của quạt hút thì các cái hạt bụi nhỏ đi ti chui từ dưới lên trên qua ống hút và thải ra bên ngoài môi trường. Hệ thống xử lý khói bụi lò hơi phù hợp với khả năng công nghệ trong nước, có giá thành hợp lý, thích ứng với nhiệm vụ, điều kiện động của nhiều đơn vị. Sử dụng hệ thống xử lý khói bụi lò hơi đảm bảo xử lý nguồn phát thải từ lò hơi đạt yêu cầu cho phép về môi trường, cải thiện môi trường sống xung quanh, hệ thống vận hành tin cậy, có tuổi thọ cao, hoạt động ổn định, sử dụng thuận tiện, bảo dưỡng đơn giản, giảm nhiên liệu tiêu hao và công sức nhân viên vận hành lò. Trước khi mà chưa lắp đặt hệ thống xử lý khói bụi lò hơi thì nhiên liệu mình đốt nó tốn hơn và cái lượng khói bụi nó nhiều hơn. Mỗi lần mà vận hành xong lò hơi thì người bám đầy bụi bẩn trên người. Sau một năm lắp đặt hệ thống xử lý khói bụi lò hơi thì cái lượng nguyên liệu của mình đốt thì nó giảm bớt đi và khói bụi nó cũng giảm bớt đi và người trực tiếp vận hành lò hơi thì cảm thấy là khỏe hơn trước. Kết quả vận hành hệ thống tại Học viện Hậu Cần cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc xử lý ô nhiễm môi trường, giảm độ đen khí thải, giảm lượng khói thải, đặc biệt là tách gần như hoàn toàn lượng tro bụi trong khí thải từ lò hơi. Kết quả đó đã cải thiện chất lượng môi trường sống của khu vực xung quanh một cách rõ rệt, khẳng định hoàn toàn có thể áp dụng và nhân rộng mô hình này cho việc xử lý khí thải tại bếp Quân Nhu nói riêng và tại các lò hơi nói chung. Hiện nay, tại các nhà máy nhiệt điện sử dụng than, quá trình đốt tạo ra lượng tro và xỉ rất lớn, thường chiếm khoảng 30-35% lượng than đưa vào đốt. Hầu hết lượng tro xỉ này được thải ra môi trường như một loại rác thải công nghiệp mà chưa có biện pháp xử lý, sử dụng lại nguồn phế thải quý giá này. Nguyên nhân của sự lãng phí này là do chất lượng tro xỉ kém, chưa có công nghệ xử lý tro và ý thức bảo vệ môi trường chưa cao. Vì vậy, việc nghiên cứu tuyển tro xỉ nhà máy nhiệt điện để có thể tận thu triệt để nguồn xỉ, tránh ảnh hưởng đến môi trường là vấn đề cấp thiết. Đây cũng là đề tài được chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng, Khoa Doanh trại, Học viện Hậu Cần nghiên cứu suốt nhiều năm qua. Cái nguồn phế thải này thì nó có một cái vấn đề là nó gây ô nhiễm môi trường bởi vì cái cỡ hạt của nó là cỡ hạt nhỏ. Khi mà mình sử dụng cái này vào thì mình thấy là nó có thể tận dụng để làm cái nguồn phế liệu, làm vật liệu xây dựng, nguyên vật liệu cho xây dựng. Thế thì khi mà trong cái nghiên cứu của mình ấy, mà đưa nó vào thì thấy nó có những cái đặc tính rất là hay. Đó là ngoài cái việc nó là một vật liệu để thay thế bớt cho cái lượng xi măng mà mình dùng ấy, thì nó góp phần là có thể chịu nhiệt được cho cái vật liệu và cái tính đặc tính hay nhất đấy là chống cháy. Mà bây giờ ấy, thì trong cái công trình xây dựng của mình, cái vật liệu chống cháy ấy cũng là một cái vấn đề đấy, mà cũng đang rất là cần được quan tâm nghiên cứu, đặc biệt trong các công trình về kết cấu thép ấy. Đó, thì chống cháy cho kết cấu thép luôn luôn là một cái vấn đề mà trong xây dựng đang rất quan tâm. Tận dụng tro bay phế thải từ các nhà máy nhiệt điện, Thiếu tá Tiến sĩ Chu Thị Hải Ninh cùng các cộng sự đã nghiên cứu sản xuất ra những viên gạch không nung có độ bền cao, thân thiện với môi trường. Việc sản xuất gạch không nung từ tro xỉ phế thải không phải là mới, nhưng với công thức chế tạo đặc biệt, loại gạch do Học viện Hậu Cần nghiên cứu có tính năng chống cháy đặc biệt hiệu quả, cũng như tính chống ẩm, chịu nhiệt và trọng lượng nhẹ, phù hợp với nhiều loại công trình, đặc biệt là các công trình doanh trại có quy mô lớn.
Với cái gạch không nung này thì làm cái loại gạch mà cái khối lượng thể tích nhẹ hơn là nhất. Thứ hai là một cái điều mà đặc biệt nhất của cái gạch này là cái ngoài cái việc là nó sử dụng làm gạch để xây các cái bức tường ngăn chia bao che trong công trình xây dựng ra, thì đó là một cái loại gạch mà có khả năng cách âm cách nhiệt tốt và đặc biệt là cái tính chống cháy của nó. Nó vượt trội so với tất cả các cái loại vật liệu khác. Nó cách nhiệt nhưng nó lại chống cháy. Mà cái vấn đề chống cháy thì không những là ở Việt Nam mà trên thế giới bây giờ nó rất là cấp bách. Thì rất nhiều các khu đô thị hoặc khu công nghiệp ấy, thì xảy ra những cái hiện tượng cháy. Thì vì vậy cho nên cái vật liệu này nó đáp ứng được cái nhu cầu là chống cháy cho các cái khu công nghiệp và nhà cao tầng. Sau khi nghiên cứu thành công trên các mẫu thử năm 2018, Thiếu tá Chu Thị Hải Ninh đã phối hợp với một hộ dân thử nghiệm loại gạch này đưa vào công trình thực tế. Khi những mẫu gạch đầu tiên ra đời, những người thợ xây còn nghi ngờ về khả năng chịu lực cũng như chống ẩm và chịu nhiệt của loại gạch này vì nó quá nhẹ và cách tạo ra gạch khác biệt so với mẫu gạch đỏ họ đang sử dụng. Nhiều biện pháp thử nghiệm đã được chính những người thợ tỉ mỉ kiểm tra và cuối cùng họ hoàn toàn bị thuyết phục. Cái gạch siêu nhẹ này thì nói chung là đưa vào xây dựng, người ta nói là không chịu lực được, nhưng mà riêng thợ chúng tôi đã thấy làm tầng 1, tầng 2, tầng 3 nhưng là nó vẫn đảm bảo chất lượng. Cái nhất là nó ngấm, là đỡ hẳn cái ngấm. Cái thứ hai nó nhẹ tường cái độ gánh của cái nực của nhà. Cái thứ ba nữa là nó không có chống được cái độ nóng. Tuy nó ấy vậy nhưng mà chúng tôi cũng đã thí nghiệm đốt. Đốt của nó là bên này nó nóng nhưng bên này không có nóng. Với ưu điểm dễ chế tạo, hoàn toàn có thể sản xuất thủ công, việc ứng dụng gạch xây không nung từ nguồn phế thải cho bay nhiệt điện hoàn toàn có thể dễ dàng thực hiện tại các đơn vị. Đặc biệt, theo Thiếu tá Chu Thị Hải Ninh, khi được sản xuất với số lượng lớn, giá thành của loại gạch này sẽ rẻ hơn nhiều so với gạch AAC hiện nay các công trình đang sử dụng. Như vậy, chi phí xây dựng cơ bản tại các đơn vị sẽ được giảm thiểu, đồng thời còn cải thiện môi trường sống cho bộ đội ở các đơn vị đóng quân nơi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Cái hướng tiếp theo ấy, thì mình mong muốn là mình sẽ nghiên cứu thêm được cái vữa xây mà nó cũng có các đặc tính tương đồng ở vữa chịu cái chống cháy đó, để mà mình sử dụng cho cái gạch này. Thì khi mà mình tham gia đưa vào thì mình xây thì nó đồng bộ đó. Và có hướng được tiếp tục ấy, để mà có thể đưa ra được thị trường, tức là tiệm cận dần đến thị trường. Thì bởi vì mình khi mình làm ấy, thì mới là làm trên quy mô phòng thí nghiệm chứ chưa có sản xuất công nghiệp. Thế thì khi mà để đưa ra sản xuất công nghiệp hàng loạt thì nó sẽ là nhiều cái bài toán mà phải tính toán nghiên cứu tiếp theo. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong việc chế tạo, trong việc sản xuất các sản phẩm để phục vụ cho các cái hoạt động diễn tập và hoạt động chiến đấu dài ngày. Đấy là những cái hướng mà chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, và đặc biệt là tất cả những cái nghiên cứu này đều gắn với việc bảo vệ môi trường và gắn với lại những cái hoạt động của quân đội cũng như là của các cái lực lượng vũ trang trên các cái địa bàn tác chiến để phù hợp với lại cái điều kiện kinh tế xã hội cũng như là điều kiện của toàn quân. Ngoài các công trình đề tài sáng kiến kể trên, Học viện Hậu Cần còn có nhiều nghiên cứu khác hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường đã và đang được triển khai thực hiện. Những công trình sáng kiến ấy không chỉ áp dụng hiệu quả vào trong thực tiễn đời sống sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, học viên trong học viện, mà còn được chuyển giao ứng dụng rộng rãi trong toàn quân, góp phần tích cực hưởng ứng phong trào quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục sự cố môi trường.